Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8. Thì hôm qua, Bộ Y tế vừa công bố tổng số bệnh nhân được ghi nhận tại các tỉnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 175.994 ca. Tiền Giang 7.284 ca. Long An 17.805 ca. Đồng Tháp 5.961 ca. Vĩnh Long 1.974 ca, Trà Vinh 1.105 ca và Bến Tre 1.517 ca. Đây là số bệnh nhân được Bộ Y tế công bố vào chiều hôm qua ngày 22 tháng 8. Và thông tin tiếp theo là bắt đầu từ hôm nay, quân đội sẽ triển khai kiểm soát phòng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ 0 giờ hôm nay ngày 23 tháng 8, lực lượng quân đội đồng loạt tăng cường các chốt kiểm soát ở 312 phường xã tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu kiểm tra các xe, siết chặt giãn cách xã hội. Thì đúng 0 giờ, hơn 500 chiến sĩ sư đoàn bộ binh 5 quân khu 7 chi viện từ Tây Ninh bắt đầu làm nhiệm vụ tại 30 chốt kiểm soát trên 11 phường của quận 12. Mỗi chốt gần chục chiến sĩ kết hợp cùng công an kiểm tra người và xe qua lại để phòng chống dịch. Cách đó 5 km, hàng trăm chiến sĩ được điều động từ lữ đoàn 77 cũng ra quân hỗ trợ 16 phường tại quận Gò Vấp. Bộ đội mang áo giáp, mũ chuyên dụng sẽ túc trực 24/24 tại các chốt kiểm soát liên quận và tuần tra để đảm bảo ai ở đâu ở yên đấy. Các tuyến đường này trên địa bàn cũng khá vắng vẻ, không có đông người. Ngoài hai địa phương trên, 12 khu vực cửa ngõ của 21 quận huyện thành phố Thủ Đức cũng đã triển khai 300 tổ công tác từ quân khu 7 để kiểm soát việc tuân thủ phòng dịch, vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm, hỗ trợ y tế đến từng nhà. Và thông tin tiếp theo là chiều hôm qua, lốc xoáy bất ngờ làm nhiều nhà dân bị sập tốc mái. Thì chiều hôm qua, ngày 22 tháng 8, trên địa bàn xã Thạnh Phước xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa to đã làm nhiều nhà dân bị sập tốc mái, cây cối ngã đổ, nhiều công trình phụ bị hư hỏng nặng. Thống kê sơ bộ hiện tại là 11 căn nhà bị sập, 60 căn nhà bị tốc mái và 8 người bị thương. Tại xã Đại Hòa Lộc là 10 căn nhà và 3 chòi tôm bị tốc mái. Thị trấn là 1 căn nhà bị tốc mái và 1 người bị thương. Thì lực lượng công an quân sự huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục tạm thời hiện tại do lốc xoáy gây ra, thu dọn cây cối ngã đổ trên đường, đảm bảo giao thông. Phối hợp chính quyền xã Thạnh Phước liên hệ bố trí chỗ nghỉ qua đêm cho một số hộ dân bị thiệt hại. Dự kiến là trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Và thông tin tiếp theo cho buổi sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8, thì theo đó từ 6 giờ chiều hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Bến Tre có 16 ca mắc mới. Các ca mắc mới bao gồm là ổ dịch công ty CB Đông Lạnh là 13 ca, Châu Thành là 1 ca, Thạnh Phú là 1 ca, ngoài tỉnh về là 1 ca. Thì trong 16 ca ghi nhận sáng nay là có 14 ca trong khu cách ly và phong tỏa, 2 ca ngoài cộng đồng, là bao gồm là 1 ca tại An Hiệp, Châu Thành phát hiện do qua test nhanh tầm soát, 1 ca ngoài tỉnh là có địa chỉ tại Anh Hậu Giang, là tài xế từ Thành phố Hồ Chí Minh về đi đến chốt cầu Gạch Miễu thì test nhanh dương tính. Thì tính đến sáng ngày hôm nay, Bến Tre có 1.582 ca dương tính Covid-19, vẫn là 35 ca tử vong và 955 ca đã ra viện. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.